đồ đạc xong rồi. Công nhận cưới cũng mệt quá ha. Biết vậy khỏi làm đám cưới. À, ý tôi nói là biết vậy mình chuẩn bị một thời gian nó dài hơn để mình cưới cho nó đỡ mệt. Dạ, hy vọng là cuộc sống từ giờ về sau được chiếu cố. Không đâu, điều đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Chuyện sau này phải nhờ cậu Gia Linh nhiều. Chẳng phải mình là vợ chồng rồi hả? Gọi Linh ơi được rồi. À, Linh ơi. Cậu Khoa à. Cậu Khoa, sao mình vợ chồng mà? Cậu là bạn bè chứ. Đấy là bạn bè mới gọi cậu. À, biết rồi. Phải gọi là phải gọi là Khoa ơi. Nó vẫn giống bạn. Phải Khoa ơi. À, anh yêu ơi. Em yêu à? Gọi này ngượng quá à. Ngượng quá à. Nhưng mà nó giống vợ chồng hơn. Giống nhở. Em yêu à? Anh yêu ơi. Gọi nó sướng à. Sao vậy? Mệt quá à. Đang mệt mà cười nữa. À, hôm ấy em yêu uống cái gì để anh đi lấy? À, dạ anh cho em bò hút đi. Mạnh thế. Nước tăng lực luôn hả? À, còn anh thì sao? À, hôm nay anh hơi mệt. Chắc anh uống một chai bia lạnh để anh đi lấy. Cái gì? Hả? Anh uống bia hả? Ờ đúng rồi, tại mệt mệt anh hay uống bia lạnh cho nó khỏe người ấy mà. Anh uống bia. Ừ. Nhưng mà trước khi cưới chúng mình đã nhất quyết nói với nhau là sẽ không giấu một bí mật nào mà. Tại sao anh lại giấu em? Cái chuyện uống bia thì là chuyện bình thường mà. Thì là, cái đấy là có gì đâu mà phải giấu. Anh uống bia là anh cũng thích uống rượu. Có hả? Là anh sẽ say. Mà khi say rồi anh sẽ không kiểm soát được. Anh sẽ đi trên đường và anh sẽ bị tai nạn. Anh ơi. Sẽ chết. Trời ơi. Rồi em sẽ trở thành một quả phụ. Trời ơi. Không. Em ơi, bữa nay là đám cưới mà sao em vẽ ra cái viễn cảnh đám ma luôn vậy? Em ơi, bình tĩnh. Anh không uống bia nữa. Anh không động vào bia rượu dù chỉ một giọt. Thiệt không? Thật. Vậy là từ nay không còn bí mật nào nữa đúng không? Đúng. Hứa đi. Mình làm cái gì đi chứ vậy? Trên này chán quá. Đây, mình làm cái gì đi ha? Mình làm đi. Anh làm nha. Làm đi. 8 giờ có đá banh này. Mở coi. Cái gì? Trời, hả? Nói cái gì? Ý là hai đứa ngồi này chán quá anh mở đá banh coi á. Anh thích đá banh hả? Đúng rồi, anh thích đá banh lắm, anh cũng thích coi. Đâu, coi. Em đã không biết là anh thích đá banh. Thì cái chuyện đá banh là cái chuyện bình thường mà. Anh thích đá banh là anh mê cờ bạc. Ồ. Cờ bạc là bác thằng bự, là anh sẽ bán nhà, anh lấy tiền, anh cá độ, rồi em sẽ ra đường ngõ. Trời ơi em ơi. Anh chỉ coi đá banh thôi mà em làm sao mà em vẽ ra giống như tán ra bài sản vậy anh? Lại một bí mật nữa. Thôi được rồi, anh ghét đá banh, từ bây giờ anh không bao giờ anh coi nữa. Đây anh tháo pin ra luôn, không bao giờ coi đá banh nữa. Đây đây, ném pin đi luôn nhá.
Thiệt không? Thật. Vậy thì vui rồi. Anh hứa đi. Anh hứa thì anh không bao giờ coi đá banh nữa, không thích đá banh nữa. Không có một bí mật nào nữa đúng không? Không banh bóng gì nữa. Em hạnh phúc quá à. Ừ, anh cũng hạnh phúc lắm. Anh cũng hạnh phúc lắm. Thế thôi, không có uống bia rồi cũng không đá banh gì hết. Anh đi tắm nha. Anh đi vô trước đi. Anh còn tắm trước nha. Đúng rồi. Cái gì vậy em? Anh mặc quần cò. Em đã không biết điều đó. Tại sao trước khi cưới anh không nói? Thằng nào mà chẳng mặc quần con, không mặc là mất ổn định lắm đấy. Em không ngờ anh là người như vậy. Anh lại giấu em. Cái chuyện đó là cái chuyện mà ai chẳng biết mà, sao anh làm sao anh giấu em được chứ. Tình yêu bây giờ mong manh quá. Kết thúc rồi. Kết thúc thật rồi. Kết thúc là sao? Trời ơi, em vô lý vừa thôi chứ. Thôi được rồi, anh mặc quần dài vào đây này. Anh không đi tắm nữa, anh ngủ luôn. Tại sao anh mặc quần dài? Thì em không thích nhìn thấy mặc quần con. Thì anh nhìn anh mặc quần dài vào. Em làm sao nữa? Em lại phát hiện ra sự thật gì nữa hả? Anh mặc quần dài đi ngủ. Anh muốn đi ngủ trước. Anh đi ngủ một mình hả? Anh bỏ rơi em hả? Đó, thấy chưa? Đây. Em bình tĩnh. Em bình tĩnh. Anh hiểu rồi. Đừng khóc nữa. Anh hiểu cái gì? Thật sự là đám cưới là một cái quyết định, một cái sự kiện rất là lớn lao với được người phụ nữ. Anh không ngờ là vì đó mà em có một cái cú sốc lớn như thế này. Nhưng không sao hết. Anh sẽ dẫn em tới bác sĩ giỏi nhất. Anh sẽ chữa trị cho em. Em yên tâm đi. Rồi từ từ rồi em sẽ trấn tĩnh lại. Cuộc sống của em nó sẽ trở lại bình thường mà. Không còn bị như thế này đâu. Em yên tâm nha. Bị như thế này là bị gì? Thì đấy. Bị hoảng loạn. Bị đấy. Bị điên phải không? Không phải điên. Không phải đâu. Em tỉnh táo lắm. Không sao hết. Anh bị điên. Em biết mà. Em bị điên mà. Trời ơi, đâu có đâu mà anh giận. Bây giờ em bị điên, anh còn thương em không? Anh thương em mà. Anh sẽ chữa trị với em mà, không việc gì hết đâu. Trời ơi, nặng vậy luôn rồi hả? Đúng rồi, lúc khóc lúc cười là chuyện bình thường mà, tâm lý con người mà. Nãy giờ em đùa anh á. Là sao? Em chỉ muốn thử xem là anh thương em như thế nào thôi. Là... và em đã phát hiện ra là anh rất là thương em. Em xin lỗi anh. Thử hả? Ừ. Là nãy giờ là anh từ giờ là uống bia bình thường. Anh uống bao nhiêu cũng được, em uống chung với anh luôn. Coi đá banh ổn mà. Xà lan. Được mặc quần con. Anh mặc bao nhiêu quần cũng được. Nhưng mà hôm nay thì không nha. Trời ơi. Trời, anh không ngờ em chơi lầy vậy luôn á.